nãy tới giờ đi theo cô gánh đậu hũ á, thì tụi mình cũng đã đến được cái nơi mà cô sẽ chọn là địa điểm để bán rồi. Và bây giờ thì mình xin mời mọi người cùng mình và Kiki sẽ ăn thử cái món đậu hũ gánh xem như thế nào. Cô tên gì vậy cô? Tên Liên. Cô Liên bán đậu hũ gánh tại chợ Phạm Thế Hiển. Cô bán đây bao nhiêu năm? Cô bán cái gánh này bao nhiêu năm? 35 năm rồi cô. Là cô gánh đó hả? Cái gánh không? Nó nhám mà bây giờ nó dày luôn. Nó lên nước luôn. Đúng giống như đó. Nó luôn lên nước luôn. Đó, cái này nó cái tre. Cái này là cái tre. Cái này là nó sẽ như là bị pha dựng theo ngày xưa. Còn này là kiểu như là cô hay trên gánh. Vai nè, trên vai cô nè. Nên là nó được nhẵn hơn. Vậy đó con. Còn này là nó như hồi xưa luôn nè, chính thức hồi xưa lại vậy nè. Xong rồi cô mang biết mà nó ra vậy luôn nè. 30 mấy năm rồi. Cái ca này là lâu lắm rồi mới có, lâu gì lắm luôn nha. Cái hộp đựng bánh lọc rất là lâu nha. Cái ca đựng cái bánh lọc quá đúng không? Cái đựng. Đúng rồi. Cái này là rất là lâu rồi nha, hay là hộp sữa gì cô? Vigo. Vigo. Ủa cô dậy mấy giờ cô nấu? 3 giờ cô dậy rồi. 3 giờ cô dậy xong rồi cô chuẩn bị. Rồi mấy giờ là cô ra cô bán? À vậy bình thường là cô hay xù nước rồi bịch đồ ra đây đó, 5 giờ rưỡi là cô đi ra đây rồi con. Dạ, vừa luôn nha. Dạ dạ. Đây một chén đầu tiên quá là hấp dẫn luôn nha. Đầu hũ của cô hồi xưa là có lên báo công an. Wow. Có lên báo công an và tờ báo còn cô để dưới cái quê. Cái tên là cái gì cô? Cái tên tập Nguyễn Thị Liên. À Nguyễn Thị Liên bán à. Bán đậu hũ gánh à. Tại chợ là ngoài đường Tàu Cao Mộc. À. Đó cô ngồi đường Tàu Cao Mộc đó ta Phan để múc cho cô này ly đi con. Dạ rồi, dạ rồi. Nói chung là cô bận mà rồi, cô cái cô hôm dịch đó, hôm dịch đó là cô nghỉ 2 năm. Cô định nghỉ luôn á. Thôi vậy cô. Giờ cô lên cô bán lại đó. À cô ở đâu lên? Long An, cô ở Long An con. À. Nước gần ruột mình là Long An đó con, tỉnh Long An. Bán 30 mấy năm rồi, nghỉ 2 năm dịch, nhưng mà cũng ở trong cái suy nghĩ là có nên bán tiếp hay không, mà cuối cùng là vẫn chọn cái cách là lên trên đây. Tiếp tục lên bán tiếp nữa. Cái này ngon quá mà. Thường là nó chỉ có cái cục dần dai dai thôi, cục chân châu dai dai thôi. Không, miền Tây sẽ ăn có bánh lọt rất là nhiều. Thế hả? Miền Tây sẽ có bánh lọt. Đúng là hả, cái thứ miền Nam không có biết cái gì hết trơn. Trời á. Trời là cô đang làm cho mình ha. Đó. Thơm quá ha. Đó, cái này là nước, đây là chân châu. Chân châu này cũng tự làm luôn. Hồi nãy như cô này. Đây, bánh lọt. Cái bánh lọt thì cực quá, không có làm lạnh. Dạ lạnh, cái này là lạnh. Chân châu là bột năng là tự mình làm. Có sao nói vậy luôn. Mấy bạn nhìn nè, núng na núng nính nè. Một tí nước dừa, một tí nước đường và cái miếng đậu hũ. Đấy. Trời ơi. Đi ăn mà kiểu là gánh như vậy á, em rất là thích cái cảm giác mà kiểu là những cái chén á, nó nước dừa nó bồng bềnh mà cái tàu hũ á múc lên một phát là cái miếng nào miếng nó cũng có tàu hũ mà nó bự như nè, đúng là nó đính như nè, như cái như kiểu như là hạt bánh flan á. Bánh flan á. Mà kiểu nó giống như kiểu rau câu tí, kiểu trong mấy cái phim hoạt hình tôm mà Angelie hồi xưa mình hay coi, trong đó có mấy cái cục rau câu đúng là nó đính như vậy. Đó. À, bây giờ mình sẽ trộn lên ăn thử ha. Mời mọi người. Quá ngon. Thật sự á. Ngọt vừa phải ha. Cái tàu hũ thì nó bé béo. Rồi cái bánh lọt thì nó kiểu như là nó mềm mềm, nó dễ sực sực đó mọi người. Ăn kèm với cái chục chân châu á, nó dễ cực kỳ ngon lắm. Mà nó tan liền trong miệng luôn á nha. Có nghĩa là tùy theo đậu hũ, có những cái nơi á đậu hũ nó sẽ hơi đặc một tí, nhưng mà đậu hũ của cô là bỏ vào miệng là nó tan luôn. Nó tan ra mà nó hòa quyện cùng với nước dừa bé béo nè, rồi một tí cái nước đường gừng thơm, với lại nó có một cái độ hăng của gừng á, làm cho mình ăn vô mình cảm thấy có một cái hương vị rất là đặc biệt mà chỉ có lúc mà mình ăn ở ngoài này mình mới có cảm nhận được thôi, đúng không em? Anh ơi, anh có thèm không? Để anh nhúc cho tôi ra miếng nè. Cô lên trên này cô ở mình hả hay sao? Thuê mà hồi đó cô chưa có dịch thì cô mướn nhà trọ cô ở riêng biệt hết. À. Cái sau dịch này cái mình về lâu quá người ta cho người khác thuê.
Rồi giờ hên á, cô ở cái chỗ này là hồi đó mình ở gần với bà, rồi bà biết tánh tình mình á, cái nào bà kêu lên bà cho ở chung với bà luôn, mình cũng vẫn đưa tiền đúng không, mà mình ở vậy mình thấy nó ok hơn. Thừa ok, còn mình ở phòng nó sụp sệ, ở một mình tủi lắm, tủi lắm. Ở một mình, ủa chứ giờ ở dưới đó là giờ cô con cháu cô sao? Nó lớn hết rồi con, lớn hết rồi. Có vợ có chồng hết rồi, giờ còn một đứa chưa có vợ là nó sinh năm 97 đó, với lại cha nó ở dưới. Còn cô đi đây bán từng lễ cô về, à cô bán một tuần cô về, còn con của cô ở dưới đó. À vậy là cô ở trên đây, cô ở với bà, ở với bà đỡ tuổi lắm cô. Ừ, tại vì mình ở với người ngoài mà ở trên đây thành phố ít có ai cho mình ở chung, người ta đâu có tin tưởng. Dạ. Mà bà lại tin tưởng, giờ đâu phải còn cháu bà và còn chị em của bà nữa chứ bộ, đúng không? Chứ đâu phải mà một mình bà không, mà đều bà cho mình ở là mấy người kia ok hết, mình ở mình lo cho bà luôn. À giống như lo là cho bà luôn. Một công đôi chuyện luôn mà. À, mình cũng thoải mái nữa, mình à, ở trên đây mà mình ở với lại một cái gia đình người quen mà như vậy nữa, thì con nghĩ là cái cuộc sống nó cũng đỡ tảo tần hơn. Ừ. Mấy bạn nhìn nè, cái bánh lọt à, ăn chung với đậu hũ nha. Đã ăn rồi, thôi. Có thịt hàng để cho nó nóng thử luôn á. Để nó nguội, nó cũng không ngon nữa. Nhưng mà nó sẽ hơi, nó lạc. Mà ăn chung với nước đường nữa thì cái vị nó sẽ rất là vừa. Ừ. Lúc nào cũng như vậy hết. Cái gì lạc mà ăn chung với cái gì nó đậm đà là nó sẽ tạo ra một cái hương vị bắt miệng, vừa miệng, làm cho mình cảm thấy muốn ăn nữa, muốn ăn nữa. Và cô bán đây bao nhiêu mấy năm rồi? Cô ở trên này có một mình rồi. Cô ở chung với lại một cái người bà cũng hả, suy nghĩ về những cái câu chuyện, đắn đo về những cái câu chuyện là mình có nên ở trên này lập nghiệp nữa hay không, hay là mình sẽ về dưới Long An đúng không cô? À, Long An. Mình về dưới Long An mình sống. Mà cô vẫn chọn là thôi, vẫn chọn cái nghề buôn gánh, gánh bán bưng này, gánh từng cái thao đậu hũ để đi bán, nồi đậu hũ để đi bán. Mà cô bán đã ba mươi mấy năm rồi mà cô không có thể nào mà cô rồi bỏ được cái nghề này, có nghĩa là có một cái sự gắn bó rất là mật thiết với cái nghề nghiệp này. Bất kỳ một cái ngành nghề nào cũng vậy á. Chỉ khi mà mình chỉ có mình thật sự mình đam mê, mình yêu cái nghề đó thì mình mới có thể làm được trong vòng khoảng thời gian đó thôi. Và mình làm ngày nào cũng làm, giờ nào giờ đó là mình dậy mình làm, giống như nó như là một thói quen luôn rồi. Nó làm giống một thói quen, mình không còn thấy mệt mỏi với nó nữa. Bán đắt thì mình vui, còn bán ế thì cũng vui, kiểu vậy đó. Cuộc sống là như vậy, vui hết. Cô có một cái động lực rất là lớn, cô luôn vươn lên luôn á. Khi mà nói chuyện với cô, mình thấy là cô rất là muốn đi làm, cô rất là muốn hy sinh, cống hiến cho một cái điều gì đó. Là nếu như mà bạn nào có thích ăn đậu hũ, hay là có dịp đi chợ Phạm Thế Hiền thì ghé ăn của cô Liên. Cô đã được lên báo luôn rồi, có nghĩa là cô rất là uy tín ở cái chợ này luôn á. Thì cô sẽ bán, thường là bán ở trên cái đường Đào Cam Mộc, ngay cái khúc ủy ban nhân dân phường 4 á, số 93 Đào Cam Mộc, phường 4, quận 8. Nếu như mà bạn nào có dịp thì tới ghé cô ăn, rất là đông khách luôn, ngày nào cũng có khách thường được hết. Hồi nãy giờ tụi mình ngồi ở đây có 5-10 phút thôi à, mà khách nườm nượp, ai cũng thích ăn hết á. Thử trải nghiệm mà ngồi cái súp gì nè. Đúng rồi. Cái gánh á, cảm giác nó ấm cúng vô cùng lắm. Vừa luôn hả? Hả, cô hay gánh cô đi nữa. Cô gánh tới cái đoạn này cô bán xíu, xong cô gánh tới cái đoạn kia cô bán xíu, cho nên là mấy bạn không thấy á thì mấy bạn cứ hỏi mấy cái cô hay là cái chú xung quanh, ở cô Liên bán gánh đậu hũ ở đâu là người ta sẽ chỉ. Là bình thường cô bán buổi sáng. Mấy buổi sáng thôi, cho nên là tranh thủ ra ăn buổi sáng thì nó sẽ ngon. Đậu hũ là ăn buổi sáng là ngon nhất. Rồi, bây giờ tụi mình ăn một xíu nha.